Ok bác nhá. Chào anh em nhá. Vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Làm nhá. Vâng ạ, cảm ơn bác nhá. Rồi. Đấy, rơi phần nửa. Đấy, để cho anh taxi anh quay đầu. Anh em nhá. Đây câu chuyện nó rất là tình cờ và bất ngờ thôi, là bác tên là gì nhỉ? Anh tên là Cung. Bác ở đâu? Ở Đông Anh, Hà Nội. Đấy, đây là bác lái taxi, bác Cung, bác đi taxi từ Đông Anh đến nhà em. Nó rơi tầm khoảng phải 80 cây nhỉ? Đúng rồi. 8 90 cây. Bác mua nhà em có vài cái thứ đồ linh tinh này thôi. Mà là 11 triệu anh em ạ. Đấy, nhưng cũng vài thứ linh tinh này mà đồ lô thì chỗ này rẻ lắm, chỉ 700-800 nghìn đến 1 triệu nếu đồ lô anh em nhá. Đấy, nhưng bác mua đồ xịn và hàng có những cái hàng tồn kho và bác chọn hàng đẹp nhất, ok nhất. Đấy thì 11 triệu đây là thực tế, thì không phải mình khoe cái video ở đâu mà mình chỉ đơn giản cái video cho anh em rằng này, thế thì bác mua vài cái thứ này thôi này, 1 này 2 này 3 này 4 này 5 6 7 này 7 món này, còn hai cái này, cái thứ này nó là tiền anh em tặng bác đúng không? Rồi. Tặng bác cái mũ bảo hiểm nữa, tặng bác cái móc treo khóa treo. Vâng. Thế thì em hỏi bác là 11 triệu này có vài thứ đồ này, thì nhiều người hỏi em là Kiên ơi, nhà em có xem 5 triệu với 7 triệu với 10 triệu không để anh đi tặng? Thì em khẳng định với anh em là có, em luôn nói là có đúng không? Đúng. Nhưng em lại không bán, vì nếu em bán cho anh được cái thỏa đam mê anh em 10-11 triệu, anh em chỉ thỏa đam mê chứ 5-7-10 ngày đến 1 tháng em sẽ chán. Đúng rồi. Lúc bắt đầu là nhiều người mà khi mình đã uy tín rồi, mình đã có niềm tin, mình có khách rồi, nhiều người ui ở đấy thế mày mua xe đâu, mẹ tao mua ở Trung Kiên đấy. Đấy, xe đẻo lắm, ví dụ thế, phải mang tiếng không? Đúng rồi. Thế tại sao vẫn nói mọi người là nếu đã mua thì một là anh em mua con phục dụng mới nhà em, tầm 2-6 triệu toàn đồ lô cũng được, nhưng mình trải nghiệm, nhưng nó mới đi ngon lành, em bảo hành cho các bác, nó như một xe mới. Đúng. Hai là các bác mua xe mộc thì phải mua nó lanh quanh phải tầm gọi là ít nhất phải 40-50 trở lên. Như bác mua bao nhiêu tiền? 45 triệu. 45 triệu bác còn vào thêm 10 triệu là thành bao nhiêu rồi? 11 triệu. Thế thành 6-4 năm này thành 56 triệu. 56. Em tính taxi vui 1 triệu là 57. Đúng em rồi. Chưa nó còn công thợ về lắp, nó còn nhiều thứ khác nữa. Đúng rồi. Đấy mới là nó hơi 60 triệu mà đã ra gì chưa? Mà hôm qua em bán chiếc xe kia đồ zin kín xe, bỏ mỗi cái bô ra bán 5-8 triệu bác. Đấy bác xem video về con. Đúng con kia. Đấy. Cho nên em chỉ mong em hiểu này, khi mua một chiếc xe win ấy thì em tất nhiên là túi tiền của anh em đến đâu chơi đến đấy. Đúng. Có những người tiền người ta chỉ có 20 thì chưa 20 mình không. Đúng trách. Rồi. Nhưng những người có 20 thì em khuyên cố đề một tí. Đúng. Để mua con hơn 20 để cho nó vào cái form. Đúng rồi. Đấy. Còn nhà em là chuyên phục dựng, giá từ 20 triệu trở lên. 20 triệu là anh em gửi sát xe cho em. Cái gì zin em giữ lại em làm thành mới. Cái gì lô em bỏ hết vào hàng 1-1. Mà một là gì? 1-1 tức là hàng tốt nhất ấy. Đấy. Còn anh em nhớ là zin thì nó có loại zin loại 1, loại 2, loại 3. Tức là zin xấu, zin đẹp đấy. Còn nô lô loại 1, loại 2, loại 3. Nó xấu, nó đẹp. Đấy thì đây thực tế này 11 triệu này em... 800. Đâu 10 triệu 800, 10 đến 200 đi đổ xăng rồi. Rồi. Đấy không phải đếm. Anh kia anh đếm hộ rồi. Đấy. Cái video rất đơn giản thôi. Đây cũng cái pha đèn này của bác này nè, hàng VIP rồi. Đấy, em công khai trước mặt bác là 5 củ. Vâng. Đấy, nhưng mà anh em thích cái pha đèn VIP này, loại 800 có. Vâng. 1 2 triệu cũng có, 3 4 triệu có em bảo bác, nhưng bác lấy loại đắt 5 triệu là full combo từ chân bóng, đuôi chưa cắt. Nhiều anh em sẽ bảo là đắt thì em công nhận anh em đắt thật. Nhưng mà anh em thích rẻ em có rẻ. Đúng không? Đúng rồi. Đấy, ok, em bảo ở đây nhá. Vâng. Đấy, cứ quay thực tế đấy em. Cho anh em đây. Đây này, tồn kho hết anh em nhá. Bác ấy cũng chơi dễ anh em ạ. Đấy, nhưng mà cũng cái loại này nếu mà bác mua loại rẻ thì nó chỉ vài chục nghìn. Mà mới thường chỉ mới 600-700 nghìn hoặc 200-300 nghìn có, nó tùy. Còn đây cái chắn bùn này em bảo bác nó như zin luôn. Đúng rồi. Đấy. Hai sinh nhan zin này. Để chân zin này, để chân cầm tay theo. Này để đây. Đấy tặng bác cái dán này. Bác còn thích cái. Đúng gì? Rồi. Bình xăng nó có tem chưa? Bình xăng có tem rồi. Càng có tem chưa? Càng có tem. Chắn xích có tem chưa? Chắn xích có tem rồi. Hôm qua em tặng lốt, con này là biểu tượng ở trước. Được. Bác lột cái này ra là được, có mấy chục nghìn thôi. Cũng tặng bác. Đấy, hai cái này bác để đây. Xong là bác giúp em nhá. Rồi. Con ô tô này nó dễ thôi, mũ bảo hiểm tặng bác nhá. Đấy còn lấy gì nữa không? Không còn gì. Ok. Thì cảm ơn bác rất nhiều nhá. Ok anh em ơi, chúc kèo thành công. Chào tất cả anh em, một cái video rất đơn giản và mộc mạc. Ok, xong. Ok bác nhá. Chào anh em nhá. Vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Vâng ạ, cảm ơn bác nhá. Rồi. Đấy, rơi phần nửa. Đấy, để cho anh taxi anh quay đầu. Anh em thấy chưa? Bác rất là nhiệt tình nhá, đi taxi xuống đây mua tiền đồ. Rất là chân chất và mộc mạc. Đấy. Đây cửa hàng em đây, anh em vẫn đang thợ làm đây anh em nhá. Riêng tiền taxi tính ra anh em biết là như nào rồi. Tính ra phải củ bạc ít đâu. Chẳng qua đây anh em người nhà thì không nói. Nhưng mà mình cũng phải giải tiền xăng đúng không? Anh về nhá. Vâng. Đấy. Có vấn đề gì bác điện cho em nhá. Thì em gửi cho xong là bác lấy sau nhá. Tớ phải đi xuống. Ok nhá, hai bác về nhá. Vâng.
Đấy anh em ạ. Rất là chân chất mộc mạc đi taxi đấy. Xuống tận nhà em mua đồ. Để nó xứng đáng là câu nói là họa góc ngoài điện, trả thù quá khứ. Đấy một thời ngày xưa. Anh em nhá. Đấy bây giờ bắt đầu mang con xe ra để gọi cho bác Thọ Nghệ An hôm qua. Chiếc xe này vừa lên là bán này. Ok.